Hello, xin chào mọi người nha. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu diễn viên Di Đông Sốc. Diễn viên này đã lấy người vợ kéo mình hàng 17 tuổi mọi người ạ. Thì trước đây diễn viên này là một lực sĩ. Sau khi anh ấy giảm gần 20kg, anh ấy được mình đóng phim trong những vai ngang. Và anh ấy đã trở thành một hiện tượng. Và rất nhiều những phim mà anh ấy cho lên anh ấy trở thành một người diễn viên nổi tiếng. Trước đây anh ấy một võ sĩ, anh ấy rất là béo, anh ấy nặng hơn 120kg. Sau khi giảm cân, anh ấy chỉ có khoảng 100kg. Vì vậy, anh ấy rất linh hoạt trong di chuyển. Và mọi người có thể thấy, giờ anh ấy là một diễn viên rất là tài năng mọi người ạ. Và anh ấy đã kết hôn với một người phụ nữ kém 17 tuổi. Vì vậy, cô ấy rất là xinh đẹp mọi người. Tài năng vô đối và anh ấy thường ăn thực phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của mình, và anh ấy biết rằng người bạn đời của anh ấy cũng sẽ hiểu cho mình. Anh ấy ăn những thực phẩm như vậy và mọi người có thể thấy là tôi hoàn toàn với mục đích là mang đến ý nghĩa bổ ích cho mọi người về lĩnh vực như sức khỏe, đời sống, công việc, xã hội, âm nhạc, nghệ thuật và những lĩnh vực nổi tiếng trên thế giới. Video tôi làm được khoảng 2 phút 20 giây mọi người ạ. Và bây giờ cũng là 2 phút 20 giây, còn khoảng 30 giây nữa. Thì mọi người hãy cố theo dõi hết nha. Tôi đề cập những thông tin bổ ích trong cuộc sống giải Oscar Nobel Hòa Bình, Nobel Vũ trụ, tầm vũ trụ thế giới, giải Ngân Hà, Sao Băng, Châu Á, Châu Thái Bình Dương, Châu Nam Cực, Châu Đại Dương và nhiều châu khác trên thế giới. Và bây giờ đã là 2 phút 15 giây.